Ok, xin chào chào xin, xin chào cô chú, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng quay trở lại với nhà thám hiểm Quốc Anh. Với một lần trở lại phục thù cực kỳ mạnh mẽ thì Quốc Anh đã đưa cho mình cái nick phụ và quyết tâm là chơi thêm một lần sự kiện nâng cấp huyền thoại. Liệu sẽ là làm lại cuộc đời hay là sẽ gấp đôi niềm đau đây? Chúng ta cùng chờ đợi con hàng Quốc Anh. Liệu hôm nay Quốc Anh của chúng ta sẽ được làm lại cuộc đời hay là sẽ cai niềm đau đây? Để xem là hôm nay Quốc Anh có may mắn như Vũ hôm qua không? May mắn như Vũ hôm qua hay không? Đó là 50 lần chơi của bé Quốc Anh. Xin một lần 8 kinh nghiệm nào. Cái đệt mà nghe có vẻ hơi thúi thúi anh em ạ. Xong qua mình chơi toàn 4 điểm với 6 điểm mà hôm nay chơi cho em Quốc Anh toàn 1 điểm thế này. À đấy, 3 nhiều ấy. Đấy, 3, 2, 4 này, ui giời ơi. Sau khi chơi được 101 vòng thì sẽ tốn đâu đó của Đức Anh tầm 1050 FC. Và tất nhiên rồi, chơi cái mốc đầu tiên thì chúng ta cứ quất cái này nha anh em. Hiện tại cái này đang là cái sự kiện ngon nhất cho nên là chúng ta quật cái này thôi. Rồi, và sau khi chơi hết tầm 500k thì nick của Quốc Anh cũng đã có cho mình, đó là gói 21NG chỉ định 50 cộng 8 rồi. Mình nghĩ là cái sự kiện này thì nếu mà ai chơi nhiều ấy thì nên chơi nhiều nick. Đấy, xong rồi cái tạo clone ra, xong rồi đập xong mốt rồi nó hiếm thì lại mang đi bán. Nhưng mà cái này cũng hên xui lắm anh em. Bởi vì là mình sợ đấy là tương lai thì sẽ có nhiều cái sự kiện xả những con 21NG chỉ định 50 cộng 8 này. Hoặc là cũng không cần chỉ định 50, bởi vì là hình như là 21NG thì có đâu đó tầm 70 con thôi hay sao á. Đấy, 70-80 con thôi. Cho nên là cái việc mà lấy cái gói này thì nó cũng không quá là ngon. Đấy, có thể là sự kiện sau sẽ lại có tiếp. Rồi, chúng ta cùng xem là cái nick của Quốc Anh sẽ có bao nhiêu BP đây. Ủa sao nhiều quá, may mắn vậy. Ù, 1,5 tỷ, hơi ít. Sao ít vậy? Ủa, sao được có 13,5 tỷ vậy? Có vẻ hơi ít nha. Hình như là cái này là có cả BP bạn Quốc Anh bạn để dành hay sao ấy, mà chỉ được có 13,5 tỷ là hơi ít thôi nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào mục sở thị mà cầu thủ luôn. Mình sẽ mở từ những cái thứ gì đó cùi bắp nhất cho tới những thứ cao nhất. Get go. Ui dồi, lên à. Có khối. Đó là Rivaldo 3,7 tỷ. Weber. Vụp. Gì đây? Vào trong. Không nhìn thấy gì hết. Sergio Ramos. What? 22TS đi. Xin 22TS nào. Ui, TS thật. Có khói bắn ra. Ui rồi ôi. Matheus Costa. Chữ O đi. O là Robéo. Robéo. Khói. Lứa. Nhầm lứa. Lại là cái thằng đầu thủ này. Xin 22TS cộng 3. 22 Tết cộng 3 là bú. Bú đi. Tết cộng 3. Có khói. Cộng 3 thật. Cũng được. Phôi ngon. Chỉ số 1-7. Bocali. Quất. Xin 22 Tết cộng 3. Làm ơn đi. Lại là mùa. Thìa gỗ. Cũng được anh em ạ. Nhưng mà nếu mà nó có tia lửa thì sẽ tuyệt vời hơn. Thôi cũng được. 1 tỷ. Ngon. Ronaldo béo. Đấy rồi chứ còn đâu nữa mà. Ui mà. Hai quốc UCL thì thấy cút rồi đấy. Ô. Đẹp trai đấy. Ai đấy? Darwin Núñez. Cầu thủ số 1 của Uruguay ở thời điểm hiện tại. Quá là đẳng cấp. Thằng này á, đá bay Van Vedder luôn. Cầu thủ số 1 của Uruguay hiện tại là Darwin Núñez. Vua. Vua tiền đạo anh em ạ. Ok, let's go. Mới không làm mất thời gian mọi người nữa. Chúng ta sẽ tới với gói 21NG. 21 New Generation cộng 8. Và đó là con hàng gì đây? Let's go. Xin lửa đã. Lửa. Lửa. Quay. Được chưa? Được chưa? Quốc Anh đâu? Được chưa? Ok chưa? Ui giời ơi. Hàng thái á, hàng thái. Đúng rồi, hàng thái. Hàng thái, hàng thái. Hàng thái, hàng thái. Ok hàng thái. Ok hàng thái, ok hàng thái. Ui 255 vãi cả nồi.
hai chân 5 năm, chỉ mỗi cái là cái đầu đất thôi anh em ạ, đầu hơi gỗ một tí. Ui, đây là tiểu Eusebio, nhưng mà đánh đầu thì có thể luyện tập đúng không? Ui tiểu Eusebio anh em ạ, tiểu Eusebio. Su rồi, bây giờ thì sẽ tới nick thứ hai là nick của Lê Phát, nhưng mà trong game lại đặt tên là Như Quỳnh ạ. Chắc là crush Như Quỳnh à? À, mới cưới vợ, cưới vợ phải bán hết đi à? Đúng tròn 500k thì chúng ta đã có thể lấy được gói 21NG+850 rồi. Hy vọng là sẽ là con 115 thứ hai trong ngày hôm nay. Sao ít vậy? Vãi! Cái nick kia nó có 10 tỷ ạ? Quay kiểu gì nó có 10 tỷ vậy? What the hell? Sao càng càng ít thế nhở? Mình nhớ là hôm đầu tiên nó tận 15 tỷ mà, bây giờ còn có 10 tỷ đấy. À, nhiều gói à? Cũng thích gói thôi anh em ạ, tiền hơn thôi. Sao ít thế? Ít thẻ luôn này anh em ạ, đúng không? Sao ít cả thẻ nữa? Ủa, ít tiền ít thẻ luôn này anh em. What the hell, có mấy cái thẻ? Vừa ít tiền vừa ít thẻ, sao nick này kỳ vậy? Lập ít mà nó hít lò thêm mà không phải. Căn bản là mấy cái nick khác thì nó được tới tận 15 tỷ và có thêm được rất là nhiều thẻ, mà cái nick này vừa ít thẻ lại vừa ít tiền ạ. Vãi cả nồi ạ. Lên hò. Ui, gì đây? Thì ra 3 tỷ 7. À, cũng được nha. Ngon. Ít nhất cũng được con LN anh em ạ. Nào, LN. Màu gì xanh chuối đúng không? Ui, TS. Quá khói. Đi phò. Chỉ cần như thế thôi. Ui dồi ôi, mùa. Ô, Lorente. Vừa tròn 1 tỷ luôn. Cái nick này nó mở ra nhiều quái nick của Di Anh rồi đấy. À, Quốc Anh rồi đấy nhở. Em có để ý không? Gói Legendary Number. Ra một con huyền thoại nào ở đỉnh ấy. Ở đỉnh ấy nhá. Ở đỉnh. Có khói đó là Petit. 1 tỷ 2. Ít ra thì cũng ngon hơn mấy con khác. Bình thường nó ra 1.5 luôn. Nhưng mà vào trường hợp này ta có 1.6. Phép tịt mà Arsenal ạ. À, úp Kaka. Ôi, Son Kembo 1.7. Cũng ngon nha, cũng ngon nha anh em. Rồi, và gói chỉ định 21NG+50+8. Get go. Xin lửa. Lửa nào. Lửa đấy. Lửa. Khói 115. 113 A O U A R. Ơ, thài nhìn quen. Hình như hôm qua không mở ra thằng này rồi thì phải. Nổi tiếng này. Ủa, kỹ thuật 6 sao. Mày đã CM, thằng này của nước nào? Pháp. Ủa mẹ, đúng một Olympic Lyon. Chỉ số CM cũng ổn. Mỗi tội đóng xa không tốt. Thằng này chỉ kiểu đá về thực dạng gọi là hỗ trợ thôi, support thôi. Như Benzema đấy, những cái mùa mà có Ronaldo ấy, kiểu là những cái như Benzema mùa Ronaldo thôi, không thiên về sút xa nhá. Có thể đá CM được, mặc dù là cái khả năng lấy bóng thì cắt bóng không tốt, nhưng mà mình nghĩ là đá CM hơn là CM. CM thì mình khuyên là cần phải có những con nào mà nó có thể bóng xa tốt nên đá CM. Thực ra con này tốc độ như này thì đá LM cũng được, nhưng mà tạt lại tệ quá. Thằng này mấy cái cần thì nó lại tệ quá nhở. Chuyền ngắn thì tốt, chuyền dài cũng ngon, tốc độ được, bị mỗi một cái là không sút xa thôi anh em ạ. Con này mà chỉ số sút xa mà đâu đó 110 mấy thôi là gulit mẹ luôn anh em ạ.